Thưa quý vị, nghị quyết số 32 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân thành phố vừa được ban hành mới đây về dự án di dời bố trí sắp xếp dân cư ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm sạt lở đất tại huyện Hòa Vang được người dân rất ủng hộ và đồng tình, nhất là khi biến đổi khí hậu đang có những diễn biến ngày càng phức tạp. Chủ trương này không chỉ góp phần đảm bảo an toàn cho tài sản, tính mạng người dân mà còn giúp các hộ dân trong vùng nguy hiểm có chủ định cư mới ổn định hơn ghi nhận của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV tại xã Hòa Bắc. Đây là nơi ở của 7 hộ dân nằm trong diện di dời tại thôn Tà Lan, xã Hòa Bắc. Đa số các nhà trong khu vực này đã xuống cấp nghiêm trọng, phía trước thì giáp mái ta luy của đường lớn. Phía sau là bờ sông không có kè gia cố. Có thể thấy vị trí này rất sung yếu, dễ bị sạt lỡ vào mỗi mùa mưa bão. Do tiết công sức gây dựng nơi ăn chốn ở, nên nhiều năm qua, mặc dù bị ảnh hưởng bởi mưa lũ triền miên, nhưng các hộ này vẫn cố nán lại nơi đây để mưu sinh. Tuy nhiên, do biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, họ dần nhận thức được mức độ nguy hiểm mà thiên tai có thể gây ra. Ở đây được được là 10, 10 năm, từ năm 2010 cho đến 2023. Nhưng gần đây, mấy năm gần đây thì việc nguy cơ sạt lở đồng thời là lũ lụt của cuộc này rất nghiêm trọng đặc biệt là nước ở sau nhà tôi này là nước gom này là dồn hết toàn bộ dù dài dân cho nên ở đây là bảy hội dân cũng như tôi gia đình tôi cũng thấy hoang mang mỗi lần mưa là chảy xuống thì thì cái đó là bà con ừ, chạy thoát lũ cũng cũng hơi bị mệt nên như là cái mỗi lần có mưa lũ về bà con chạy ừ, trốn lũ thì phải lên đường cao tốc bằng xuống dưới như chỗ khu vực của bà con đang ở dưới dưới này thì cho sống với hộ này rất là khó khăn. Dù mong muốn di dời, nhưng trước đây địa phương chưa thể bố trí được do thành phố vẫn chưa quy hoạch các khu tái định cư phù hợp để bổ sung cho những trường hợp mới được rà soát này. Vì vậy, khi nghị quyết 32 ra đời, người dân nơi đây, đây rất phấn khởi được các nghị quyết của thành phố về vấn đề mà mà triển khai cho bà con di dời cho bà con vùng nguy cây sạt lỡ thì bà con cảm thấy cái này rất là vui phấn khởi lắm bởi vì khi có một nơi ở an toàn để ổn định để bà ăn bà con làm ăn kinh tế phát triển cái này là bà con rất là vui mừng. Theo nghị quyết 32, 7 hộ dân thôn Tà Lan sẽ được bố trí về khu tái định cư Tà Lan Giang Bí mở rộng. Ngoài ra, xã Hòa Bắc còn có 9 hộ tại thôn Phò Nam sẽ được bố trí về khu tái định cư trung tâm xã Hòa Bắc giai đoạn 2 và 4 hộ tại thôn Nam Yên sẽ được bố trí về khu tái định cư Nam Yên theo quy định. Đối với khu Phò Nam và khu Nam Yên thì hiện nay là đã có hạ tầng. Riêng đối với khu tái định cư Tà Lan Giang Bí dự kiến sẽ bố trí 7 hộ thì hiện nay thì đang làm các cái bước thủ tục để tiến hành thu hồi đất và xây dựng khu tái định cư và là những động. được bố trí về khu tái định cư mới thực sự là niềm vui đối với các hộ dân trong khu vực nguy hiểm này suốt bấy lâu nay có thể thấy chủ trương nhân văn ý nghĩa này không chỉ giúp ứng phó phòng chống thiên tai hình thành các vùng an toàn thiên tai cộng đồng mà còn tạo điều kiện cho người dân có chỗ định cư lâu dài ổn định cuộc sống góp phần vào công tác an sinh xã hội của thành phố